Hôm trước dạo một vòng ở Costco, thấy cái quầy này cũng ngộ ngộ cho nên mình quay để mình chia sẻ cho các bạn coi. Ở Costco Canada có cái quầy mà bữa nay không biết sao ở đây mình thấy nhiều chứ mấy cái Costco kia không nhiều. Có cả nguyên một cái dãy dài thức ăn cho chó, cho mèo. Mà mình thấy nào là gà, nào là bò, đủ thứ mà làm đa dạng lắm, đẹp. Cho nên mình quay mình chia sẻ cho bác cận coi. Mình thì không có nuôi con gì hết trơn á, trong nhà không có con chó con mèo gì hết, nhưng mà mình thấy ngộ ngộ mình quay để mình chia sẻ. Trên cái bao bì cũng chú thích rất là rõ về các thành phần của thực phẩm và cách sử dụng. Bởi vì trong cái tiệm rất là ồn cho nên mình phải tắt tiếng và mình lồng tiếng sau. Bây giờ các bạn cứ coi ha. Và mình đi một cái tiệm khác thì mình chỉ quay lướt qua là cái tiệm Fortino á, thì thực phẩm của chó mèo lại được để trong tủ tủ lạnh nữa. Rất là đẹp mắt luôn. Ngẫm nghĩ nhiều khi chó mèo còn sướng hơn những một số mảnh đời khổ ở Việt Nam nữa. Thấy cũng ngộ ngộ cho nên mình quay. Rồi các bạn xem nha. Giá thì cũng không có mắc lắm. Có nhiều loại, có cái bao bự luôn mà mình thấy có hai mấy đồng à. Có cả cá salmon nữa nha. Làm tất cả làm khô hết. Mình quay giá luôn ở đây 36 salmon với khoai tây. 50 đồng 16 kg. Có cả cá salmon chó mèo cũng sướng ghê luôn á. Mình quay xong rồi có gà tây nữa. Quay xong mà mình mới thấy mình quay mình lướt hơi nhanh coi hơi bị chóng mặt. Rút kinh nghiệm lần sau. Đây là thịt trù nữa, trù với gạo. Sướng ghê chưa, đủ đồ ăn hết trơn, không thiếu gì hết. À, bao bì còn ghi là dành cho những chó lớn nữa. À, mình kể câu chuyện nghe. Mình có một cô bạn làm chung người Anh. Bữa đó cổ đi trễ. Cổ đi trễ thì cổ mình hỏi sẽ đi trễ. Cổ nói là cổ đi nha sĩ hết 1.400. Thì mình nó mới nói ủa sao có bảo hiểm mà tại sao phải trả tiền? Tại vì thông thường ở chỗ làm á, người ta có mua bảo hiểm y tế cho mình. Thì cổ mới nói không, cho hai con mèo của cổ hết 1.400 đồng tiền nha sĩ cho hai con mèo. Ở đây nuôi chó mèo chắc bây giờ chó mèo ở Việt Nam cũng nuôi nhiều lắm rồi, cũng thịnh rồi, nhưng chó kiển á thì chắc nhiều bạn cũng biết là chi phí rất là nhiều luôn. Bạn mình nuôi chó thì cắt tóc phải ra ngoài tiệm, rồi phải lấy hẹn. Cổ lấy hẹn lâu lắm, tại vì mùa Covid này là cổ lấy hẹn như là 3 4 tháng mới được cắt tóc đó.